đi qua con đường náo nhiệt bước vào nhà hàng, chào hỏi ông chủ, nước ngọt bưng ra trước, cha Curly thích nhất đến là nơi này. Ngoài lý do thân quen với ông chủ, cũng bởi vì nơi này đầy ắp tình người, giống như lý do mà anh yêu mảnh đất Đài Loan vậy. Đài Loan giống như lòng nhiệt thành của người điên, còn nữa, rất có tinh thần. Các bạn có quen nhau không? Không quen. Chúng tôi biết cha Curly, anh ấy không quen chúng tôi. Nói chuyện với nhau giống như những người bạn, lần đầu gặp mặt là có thể giới thiệu với đối phương cửa hàng kem quen thuộc, còn cho họ xem clip. Ngôn ngữ vốn không phải là vấn đề, anh chàng Sakali đến từ Canada, chọn đến Đài Loan mới đầu là vì công việc. Hồi đó trong chương trình của chúng tôi có bàn đến vấn đề giữa Trung Quốc và Đài Loan, Lý Đăng Huy tranh cử Tổng thống, lúc đó tôi có nói chuyện với một số phóng viên Đài Loan, nói qua điện thoại là tôi rất muốn đến Đài Loan, tôi không biết tại sao đến Đài Loan phỏng vấn 2 tháng. Mà tôi ở lại cả một mùa hè, sau đó tôi nói với người nhà là tôi ở lại 2 năm, rồi tôi sẽ quay trở về, giờ thì đã là năm thứ 19 rồi. Năm nay là năm gì? Năm rồng, hay thế? Đã ở là ở liền 19 năm, ngoài làm MC cho chương trình thiếu nhi, lại còn lên chương trình chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống ở Đài Loan, và rồi anh còn bắt đầu diễn phim, vợ của anh là Hoàng Gia Thiên. Cũng là nên duyên qua quá trình đi diễn, kết hôn năm 2006, Shakerly trở thành rể Đài Loan. Tôi có đài không? Tôi có nghe qua tôi rất đài không? Tôi thấy mình rất đài. Là tóc của tôi sao? Tôi hy vọng tôi trông rất đài, nhưng chắc là tôi không đài lắm. Bây giờ, Shakerly và Hoàng Gia Thiên cùng cô con gái, sự nghiệp, gia đình đều ổn định ở Đài Loan. Lúc mới đầu, hơi nhớ nhà vì nhớ bố mẹ. Nhưng đây cũng là nhà của tôi, nơi đây có người thân của tôi.